Hello mọi người, lại là cô 12 đây. Hôm nay tâm sự mỏng với mọi người một xíu nha. Không biết mọi người chung mảng nấu ăn hay là quay video giống mình á, điều gì làm cho mọi người dễ nổi quạo vậy ta? Còn mình thì mọi người biết là gì không? Đó là khi chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi, đâu ra đó hết rồi, nhào vô làm hùng hục, làm khí thế rồi cuối cùng phát hiện ra là mình chưa bật nút quay video. Ui là trời, cảm giác thiệt là do mốt quá đi mà. Nhiều món nấu đi nấu lại thì không sao, chứ đụng món lâu lâu mới nấu thì chẳng lẽ phải làm lại từ đầu, trong khi đó mình không có nhiều thời gian. Đúng là dễ nổi quạo ghê hen. Còn một chuyện nữa làm mình dễ nổi quạo, đó là khi đang quay video khúc quan trọng thì rang rang shipper gọi giao hàng. Thế là một đoạn video đang quay mất luôn. Lúc đó ra lấy hàng mà mặt sụ một đống như cái bánh bao ế không nói nên lời luôn. Chắc anh shipper tưởng là mình hết tiền lấy hàng rồi nên mặt cũng buồn theo. Bởi vậy ai mà có quay video bằng điện thoại giống như mình thì nhớ bật chế độ máy bay lúc quay video nha. Mất công bị mất mấy cái khúc quan trọng rồi buồn giống như mình nữa nè. Coi vậy chứ quay video nấu ăn một mình mà không có ekip như mình thì không có đơn giản như mọi người nghĩ đâu nha. Còn nhiều chuyện ui là trời lắm, mà để bữa nào mình có thời gian mình sẽ kể cho mọi người nghe nhiều hơn. Mà không nói đâu xa xôi như cái video Sukana này chẳng hạn nè. Khúc nêm gia vị hoành tráng lắm, cuối cùng phát hiện ra là chưa bật nút quay video. Nhưng mà mọi người yên tâm nha, mình có ghi sẵn gia vị và định lượng ở trên màn hình rồi, mọi người có cần thì tham khảo nè. Món thịt nướng hạt dỗi Tây Bắc này rất là đơn giản, dễ làm mà ăn lại rất là ngon. Hạt dỗi có mùi hương giống như là nước xá xị vậy đó mọi người. Ăn lạ miệng đảm bảo là rất hao cơm nè. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu thấy video hay và hữu ích thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.